Thưa quý vị và các bạn, lâu nay, việc được mùa mất giá là bài toán chưa có lời giải thỏa đáng trong phát triển nông nghiệp, nhất là đối với các loại cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn. Vì vậy, việc mời gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với nông dân trong tiêu thụ nông sản là cần thiết, qua đó giúp bà con yên tâm về đầu ra cho sản phẩm, có trách nhiệm chấp hành quy trình sản xuất an toàn và doanh nghiệp cũng chủ động nguồn hàng tiêu thụ cho cả vụ. 9% diện tích cây vụ đông năm 2017, tương đương với 765 hecta của nông dân Lào Cai, được liên kết tiêu thụ. Mỗi hecta này đã giúp bà con có thu nhập trung bình là 92 triệu đồng và cá biệt có những diện tích cho thu nhập từ 120 đến 350 triệu đồng. Nhưng con số này cho thấy phát triển sản xuất cây trồng vụ đông đang được nông dân Lào Cai xem là vụ chính, một vụ sản xuất mang lại thu nhập cao trong một thời gian ngắn. Trước thì gia đình thì cũng chỉ trồng một ít thôi, gọi là để bán, thứ nhất là đủ phục vụ gia đình, thứ hai nữa là để bán ra thị trường thì nó bán nhỏ lẻ, thì nó cũng mang cái hiệu quả nó cũng không được cao. Thế thì khi mà đã liên kết được với công ty thì gia đình là bây giờ là nhân rộng, dòng cũng rất là nhiều. Hiện tại bây giờ là chỗ công ty đã đang vào chỗ gia đình tại ruộng mua là bây giờ là với cái giá là 14.000 một kg. Có một thực tế là việc phát triển diện tích cây vụ đông theo liên kết đang gặp nhiều khó khăn. Quy mô sản xuất cũng như sản lượng cho mỗi chủng loại sản phẩm còn ít, chưa thành sản xuất hàng hóa lớn. Mẫu mã, chất lượng sản phẩm không đồng đều, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu về giấy tờ, kiểm định chất lượng, bảo quản, vận chuyển nên doanh nghiệp khó tiêu thụ. Thực tế diện tích đất đủ lớn để sản xuất theo vùng, theo đơn đặt hàng gần như chưa có nên ảnh hưởng nhiều đến các chuỗi liên kết. Bắc Hà và Sapa sẽ làm thí điểm trước, đó là đo đạc lại đất đai, chỉnh lý lại hồ sơ địa chính, sau đó cấp bìa đỏ lại cho bà con. Thế và bà con cho doanh nghiệp thuê đất để sau này thì doanh nghiệp sẽ trả lại đất cho người ta, bìa đỏ bà con vẫn giữ trong người thì đảm bảo là bà con yên tâm. Cái thứ hai là phải vận động nó thành vùng, tránh tình trạng hiện nay người ta không thuê được vì trong một khu vực thì có một vài hộ đồng ý cho thuê, một vài hộ không đồng ý cho thuê, cho nên xen kẽ, cho nên doanh nghiệp không đầu tư được quy mô sản xuất hàng hóa được, không đưa cơ giới hóa vào được, cho nên khó khăn trong việc đó. Cái nữa chúng ta yếu kém của chúng ta đó là địa hình nó dốc, đất sản xuất nó manh mún, cho nên rất khó trong việc tích tụ đất đai. Thì chúng tôi đang tính theo hướng đó là thành lập hợp tác xã, các thành viên hợp tác xã sản xuất trên mảnh đất của mình, gộp lại với nhau, góp lại với nhau, tích tụ với nhau, tích tụ sản phẩm để tiêu thụ. Việc thực hiện mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm là hướng đi bền vững. Vì vậy, các địa phương cần tập trung chỉ đạo trên cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất và bám sát kế hoạch được phê duyệt, tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách, tiến bộ khoa học kỹ thuật và phòng trừ sâu bệnh, đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng cơ chế thu hút các doanh nghiệp hợp tác đầu tư sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân, đảm bảo nguồn vật tư chất lượng, xây dựng phương án tưới tiêu nước hợp lý cho diện tích gieo trồng cây vụ đông. Hiện nay là chúng tôi đang thiếu diện tích tầm khoảng 50 ha để trồng cái loại ớt chỉ địa để xuất sang Trung Quốc. Chúng tôi sẽ đầu tư cho bà con về vật tư, tất cả từ giống, rồi bảo vệ thực vật, khoa học kỹ thuật. Bà con chỉ mỗi bỏ công sức lao động ra làm thì công ty sẽ hỗ trợ trước bà con 50%, còn 50% là cuối vụ thì mới quyết toán thanh toán lại cho công ty. Tại hội nghị liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cây trồng vụ đông năm 2018 vừa được ngành nông nghiệp Lào Cai tổ chức, đại diện các địa phương, các doanh nghiệp đã thảo luận và ký kết 7 hợp đồng nguyên tắc. Trên cơ sở này, các doanh nghiệp sẽ khảo sát vùng, ký kết hợp đồng chi tiết với hợp tác xã, tổ nhóm nông dân, các trung tâm dịch vụ nông nghiệp để triển khai trên thực tế. Theo kế hoạch, vụ đông năm 2018, Lào Cai sẽ sản xuất khoảng 10.000 hecta cây vụ đông và có khoảng 10% diện tích liên kết với doanh nghiệp. Phấn đấu thu nhập từ cây trồng vụ đông năm 2018 sẽ mang về cho nông dân khoảng 900 tỷ đồng.